Sáng ngày 19 tháng 5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp đảng viên mới khóa 1 năm 2020. Qua 8 ngày học tập, 55 học viên tới từ các chi đảng bộ trong huyện đã được nghiên cứu 10 bài học cơ bản về nội dung quan điểm, chủ trương, đường lối, lãnh đạo của Đảng, các nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội trong đấu tranh cách mạng và trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những chủ trương của Đảng trong quá trình phát triển kinh tế của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổ chức cơ sở Đảng và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.